Năm nay dù gì em cũng 18 tuổi rồi, tới tuổi thi đại học rồi đó. Bây giờ anh coi em nên chọn trường gì? Trường nhân văn hay là trường sư phạm? Đường nào cũng về La Mã, đường nào cũng rớt giống anh, đường nào cũng nợ môn. Ý anh hai là anh hai bị nợ môn hả? Không. Anh hai mày á thì mày biết rồi đó, không lấy được học bổng thôi chứ sao nợ môn được. Ủa, giấu đi, giấu đi. Bộ. Che lại đi. Ủa sao che, sao giấu? Mày á, mày là cái xóm người ta chưa có ra, người ta chưa có thức dậy đi chợ, người ta mà nhìn thấy gì chắc chết luôn á. Ủa sao nhìn sao chết? Thì anh đi chôn gà của nhà người ta, người ta phát hiện ra là người ta bắt chết luôn, lên phường là cái tội này nhục lắm luôn á. Nghĩ sao nói tôi đi chôn gà người ta, cái tôi mua đàng hoàng, ăn con gà trống, con gà mái tôi mua. Chúc mừng ba, bổ sung mấy con gà này vào cái bộ sưu tập mà những con nào ba nuôi đều chết. Bà ơi, mình mãi nắm tay chồng hai vợ em, một gia đình mãi.